Chiếc chuột này cũng mỏng như là Microsoft nhưng có mức giá rẻ hơn, Newman F270. Trong chúng ta sẽ có một chiếc chuột, một cái receiver và một cục pin đi kèm anh em nhá. Em chuột này có giá đối xứng dành cho cả hai tay bởi vì nó chẳng có gì bên hông cả. Cái chiếc chuột này thì nặng rơi khoảng tầm 90g khi mà gắn cả pin vào nữa anh em nhá. Thì cái nút bấm cũng khá là tricky, hành trình bấm ok nhưng mỗi tội là hơi lỏng lẻo một chút. Có lăn thì được phủ cao su nhưng mỗi tội là lăn nó cũng hơi lỏng lẻo một tí ạ. Bên dưới chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 feet chuột, 2 feet nhỏ ở trên, 1 feet to ở dưới. Chúng ta sẽ còn có đó chính là mắt đọc văn phòng, công tắc tắt bật và khu vực để chứa pin nữa anh em nhá. Kết nối em này thì bằng receiver tức là wireless 2.4GHz để đảm bảo rằng chúng ta có một mức delay thấp nhất. Khi mà cầm nắm thì rất hợp với cả những tay tầm trung hoặc là nhỏ. Khi mà tay to thì nó sẽ hơi khó chịu một chút. Palm grip hoặc fingertip là hai dáng cầm rất hợp với em này. Và có một điều mà mình thấy không hay ho chút đó chính là nó có chút tiếng lắc lắc lắc. Em này khi mà mua có thể lựa chọn rất nhiều loại màu khác nhau. Nếu mà chị em nào muốn tìm cho mình chỉ một chiếc chuột mà có nhiều màu đúng phong cách thì hãy mua em này nhá.